Bộ đen này có tên gọi là DJ Royal Singer 2-in-1 New. Bây giờ mình sẽ quay xa hơn để mọi người thấy được hết cái hiệu ứng của đèn. Cây đèn này phù hợp với không gian từ 15 cho đến 50 mét vuông. Mọi người có thể mua trang trí cho phòng bay, phòng karaoke, những quán cà phê nhạc DJ, hoặc là trang trí cho những buổi tiệc party sôi động. Hiện tại mình đang sử dụng cái máy khói 1500W để hỗ trợ cho cái không gian này. Khi mọi người trang trí những dòng đèn hiệu ứng thì mọi người nên kết hợp thêm máy khói để cái không gian của mọi người được đẹp và ảo hơn. Dòng đèn này nó có chế độ cảm ứng theo nhạc và chế độ chạy auto tự động. Nó được thiết kế rất là gọn nhẹ để mọi người có thể dễ dàng treo lắp và nó rất là tiết kiệm điện. Mình đang quay và giới thiệu đèn thực tế từ studio của công ty BAH bên mình. Dòng loa mình đang mở nhạc là dòng loa Bose L1 Pro 16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.